Triệu Lệ Dĩnh là một trong những cái tên đặc biệt hot của nền điện ảnh xứ Trung với một lượng fan hâm mộ khổng lồ. Góp mình trong nhiều dự án phim đình đám như Sở Kiều Truyện, Hoa Thiên Cốt, Thục Sơn Chiến Kỳ, cô nàng được mệnh danh là nữ hoàng ra tình của Cbiz. Không chỉ sở hữu một sự nghiệp diễn xuất thăng hoa đáng mơ ước, ít ai biết rằng Triệu Lệ Dĩnh còn là một mỹ nhân kiếm tiền cực đỉnh của giới giải trí Hoa ngữ với một khối tài sản kếch xù. Theo thống kê, thu nhập hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh rơi vào khoảng 98 triệu nhân dân tệ một năm, tức khoảng 350 tỷ Việt Nam đồng. Cô nàng lọt vào vị trí thứ tư trong top 10 mỹ nhân 8X giàu có nhất Cbiz, chỉ sau Dương Mịch, Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng, với tài sản tiền mặt lên đến 390 triệu nhân dân tệ, tương đương với 1.000 tỷ Việt Nam đồng. Không chỉ vậy, Dĩnh Bảo còn mạnh tay đầu tư trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, bất động sản, thậm chí cô còn là cổ đông lớn thứ ba trong công ty giải trí của vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi. Cuối năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh được bổ nhiệm là phó tổng giám đốc công ty kỹ thuật Nhất Hạ. Năm 2017, cô lọt vào danh sách một trong những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất do Forbes bình chọn. Đây thật sự là những thành tích đáng khâm phục đối với một nàng tiểu hòa còn rất trẻ tuổi như Triệu Lệ Dĩnh. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.